Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Hôm nay thầy giáo chờ vài phút, buổi sau thầy giáo không chờ đâu. Nên là cái tâm lý chung của các bạn sinh viên, nhất là bên toán tin, học không mấy khi vào đúng giờ. Đây là cái thói quen rất nguy hiểm đối với người làm tin học. Lề mề thế không được. Sau này anh nhận công trình, nhận cái sản phẩm anh lề mề thế chết. Hôm nay chúng ta sẽ xét sang tuần thứ 8 là vạch và trường. Thì trước khi làm bài tập ấy, thì thực ra là cũng như các môn khác ấy, là mỗi bất kỳ một cái môn nào, ví dụ như là đại số tuyến tính rồi xác suất thống kê vân vân, là chúng ta phải học lý thuyết trước. Đây là cái khác hoàn toàn so với chương trình phổ thông ngày xưa, là anh phải nắm vững được lý thuyết, anh muốn làm cái gì thì làm. Đấy, kể cả bạn làm về máy tin đấy, bạn chỉ chắc kiếm được một những cái đoạn code ở chỗ nào đấy bạn chắp vá vào công trình của bạn, sau này cái sản phẩm nó cũng không là tốt. Mà bây giờ mình phải nắm vững bài toán, kiến thức bài toán, anh xây dựng được những cái đoạn chương trình nó chuẩn, anh lưu vào thứ dữ liệu của anh, để đấy là của anh, sau này anh thêm bớt anh có thể xử lý thoải mái. Thế còn nếu như anh lắp của người khác vào, tất nhiên nó có cái dữ liệu nó lắp vào, nhưng mà nếu mình mà không hiểu bản chất của nó thì có thể dẫn tới những cái đoạn mà nó dẫn tới kết quả mà mình không lường trước được cái tình huống này. Nhất là mình không giám sát được cái đoạn code ấy nó có tác dụng như gì, nó hạn chế là như nào, mình không chạy hết được. Bởi vì mình không phải là người chạy chương trình, mình không phải là người viết ra, mình không biết nó đã đủ chưa. Thế thì ở bên này, cái môn này là chúng ta phải tóm tắt lý thuyết trước rồi bắt đầu làm bài tập. Thì cái dạng bài đầu tiên của chúng ta là vành. Thì vành thì ta gọi một vành là một tập hợp x, trên đó có phép cộng và phép nhân đã cho trong x thỏa mãn hai điều kiện, ba điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là x cùng với phép cộng là một nhóm giao hoàn, thứ hai là x cùng với nhóm nhân là một nửa nhóm, và thứ ba phép nhân phân phối đối với phép cộng, tức là với mọi x ABC thuộc x chúng ta đều có như này. Có cái sơ đồ nó đâu à, đây rồi. Tiếp tục, một cái phần tử trung lập, phần tử trung lập của phép cộng thì được gọi là phần tử không của vành x, và ký hiệu là không. Nếu trong x có phần tử trung lập đối với phép nhân thì phần tử đó được gọi là phần tử đơn vị, và lúc đó ta thường ký hiệu là chữ E hoặc là ký hiệu là số 1, và khi đó x được gọi là vành có đơn vị. Như vậy là vành có đơn vị thì nó trước hết nó phải là một vành, và sau đó thì cái phần tử, tức là cái phép cộng phép nhân ấy, thì nó phải có cái phần tử trung trung lập. Phần trung lập còn gọi là phần tử, lúc đấy phần tử trung lập của phép nhân thì gọi là phần tử đơn vị. Và thứ ba nữa là nếu như mà phép nhân có tính chất giao hoán thì x mới được gọi là vành giao hoán, chứ còn phép cộng thì trong định nghĩa của nó là có giao hoán rồi. Trong định nghĩa của nó đây, phép cộng là có giao hoán rồi, đúng chưa? Cho nên là nếu như mà nó nói là cái vành giao hoán có nghĩa là cái phép nhân có tính chất giao hoán chứ không phải là phép cộng, chúng ta đừng có nhầm. Trong buổi trước chúng ta đã học được cái sơ đồ về quy tắc để định nghĩa về nửa nhóm, vị nhóm và nhóm, tóm tắt bằng cái sơ đồ bên trái. Thì hôm nay chúng ta sẽ bổ sung thêm cái bên phải, bổ sung thêm cái bên phải. Chúng ta dẫn tới định nghĩa một vành thì nó có ba cái điều kiện. Một là thứ nhất là x đối với phép cộng là phải là nhóm giao hoán, thứ hai là x đối với phép nhân thì phải là vị nhóm, và thứ ba là phép nhân phân phối phép cộng. Từ đó chúng ta mới ra được cái kết quả. Còn cái vành xong sang trường ngày xưa thì vẽ một cái sơ đồ đầy đủ nó bị mất mất hơi tiếc, sai lầm. Chúng ta trong cái giờ lý thuyết chúng ta đã có một số ví dụ, nhưng mà cái ví dụ đấy thì chúng ta phải làm lại để minh họa cho cái bài toán, chứng minh một cái tập hợp trên đó trang bị hai phép toán hai ngôi cộng và nhân trở thành một vành. Bài toán của nó chứng minh rất dài, chứng minh rất dài. Theo đúng định nghĩa mà cái nhìn cái sơ đồ này chúng ta nhìn ra đấy, chúng ta phải chứng minh là x đối với phép cộng là một nhóm giao hoán này, tức là thứ nhất là phải các rỗng này, thứ hai là phép toán hai ngôi có tính chất kết hợp, tức là phép cộng có tính chất kết hợp, thứ ba là có phần tử trung lập, thứ tư là mọi phần tử để đối xứng này, và thứ năm là nó phải phép cộng có tính chất giao hoán, đúng không? Chúng ta nhìn cái sơ đồ này, chỉ cần nhìn cái sơ đồ này quan trọng lắm.
đi học về định nghĩa, ôn thi cứ viết cái sơ đồ này ra là ăn, viết thêm bổ sung thêm cái sơ đồ về miền nguyên với lại trường, tức là thêm hai cái nữa vào đây là xong. Lúc nào rảnh rỗi thì sẽ bổ sung nốt, nhưng bây giờ chúng ta trước mắt là chúng ta có cái sơ đồ này thì nó nhìn ở đây là nó đọc ra hết. Đi thì chỉ cần mỗi một cái mẩu giấy ngồi đọc thuộc lau lau sau về nhà áp dụng vào bài tập ngon lành. Ồ thế bạn Trinh đã biết cái sơ đồ vào chưa hả Trinh ơi? Dạ. Viết sơ đồ chưa? Em đang viết ạ. Ồ thế trước là chưa 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 biết à? Cái sơ đồ bên trái trước là viết rồi chứ. Sau khi viết sơ đồ này vào chốc đã làm mới hiểu được bài. Không có thế nào. Sơ đồ bên trái thì mình viết từ trước rồi, bây giờ mình bổ sung thêm cái bên phải. X đối với nhóm cộng, X đối với phép cộng là X với phép cộng là nhóm giao hoán, tức là nó phải 5 cái khác rỗng này. Phép cộng thì chất kết hợp, trung lập, phần tử đối xứng này. Rồi và tính chất giao hoán này. Thế vị nhóm thì là khác rỗng, thì cái khác rỗng là chung rồi đúng không? Phép nhân có tính chất kết hợp để trung lập, rồi cuối cùng mới là phép nhân phân phối phép cộng. Đủ như thế thì bắt đầu làm bài một cách nó rất là ngon lành, không phải kẻ khung thì kẻ sau, mình viết cái ý chính thôi, lúc nào rảnh rỗi thì vẽ lại cho nó đẹp. Được chưa? Rồi, bắt đầu áp dụng vào bài này nha. Như vậy, câu hỏi đây là chứng minh rằng tập hợp các số nguyên Z là với phép cộng phép nhân thông thường là một vành giao hoán có đơn vị. Thì như vậy đầu tiên chúng ta phải chứng minh Z với phép cộng là một nhóm giao hoán trước đã đúng không nào? Rồi, nhóm giao hoán như vậy chúng ta phải chứng minh nó thỏa mãn 5 điều kiện. Thứ nhất là phải khác rỗng. Thế thì không thuộc vào Z là hiển nhiên, như vậy là Z khác rỗng. Cái điều kiện đầu tiên là rất hay quên. Thứ hai là phép cộng trong Z có tính chất kết hợp. Cái này thì mình chỉ viết lại cho nó đủ. Chứ nó có từ trước rồi. Đúng chưa nào? A cộng với B sau đó cộng với C thì bằng A cộng với tổng của B và C. Phần tử trung lập đối với phép cộng chính là số 0. Như vậy với mọi A thuộc Z chúng ta đều có A cộng 0 và 0 cộng A. A. Tiếp tục mọi phần tử A trong Z đều có phần tử đối là tương ứng là trừ A. A cộng với trừ A bằng trừ A cộng A bằng 0. Tính chất thứ tư đã thỏa mãn. Vì nếu mà bốn cái này thì mới suy ra được nó là một nhóm thôi. Còn nhóm giao hoán thì phải thêm tính chất. Thứ năm là phép cộng trong Z có tính chất giao hoán, tức là mọi AB thuộc Z ta đều có A cộng B bằng B cộng A. Xong. Như vậy là Z đối với phép cộng là một nhóm giao hoán. Tiếp tục chúng ta chứng minh cái điều kiện thứ hai, tức là Z đối với phép nhân là một vị nhóm, thì chúng ta nhắc lại thứ nhất là nó phải khác rỗng, thì cái này là chứng minh trên. Thứ hai là phép nhân ở trong Z thì phải có tính chất kết hợp, thì với mọi AB thuộc Z, ABC thuộc Z ta đều có là A nhân B sau đó nhân với C bằng tích của A nhân với BC. Đấy, như vậy là tính chất kết hợp đối với phép nhân có. Tiếp tục phép nhân trong Z có phần tử trung lập là con một số 1, vì với mọi A thuộc Z ta đều có A nhân 1 bằng 1 nhân A bằng A. Cái này chỉ viết mỏi tay liệt kê cho đủ các tính chất là xong. Cái loại này là loại gọi liệt kê viết các tính chất, nó không khó nhưng mà mình phải viết theo đúng trình tự. Cái này nó dập như đúng như kiểu là cái quy trình, nó gọi là cái gì, toàn bước một viết thế này, bước hai viết này, bước ba này, bước này, thế là xong.
Cái thứ hai là chứng minh là một vị nhóm, thì như vậy là chúng ta đã đến đây. Vị nhóm 3 cái 1 2 3 là kết luận được vị nhóm đúng không? Vị nhóm nó phải thỏa mãn tính chất thứ nhất là khác rỗng này, thứ hai là phép nhân có tính chất kết hợp, thứ ba là có phần tử trung lập. 1 2 3 là suy ra được nó là vị nhóm, nhưng mà ở cái thứ tư là thành là vị nhóm giao hoán. Chốc nữa mới có kết luận được là vành giao hoán, hiểu chưa nào? Riêng là vị nhóm thì được 1 2 3 là đủ rồi. Đây có thể giáo quên đánh máy thì thiếu cái từ là vị nhóm giao hoán. Vị nhóm thì 1 2 3 là xong rồi. Đấy. Đến cái thứ tư là mới là vị nhóm giao hoán. Tiếp tục. Trong kết luận thì có, nhưng mà trong cái câu này thì nêu ở trên này viết đánh máy thiếu. 1 2 3 đủ suy ra là vị nhóm, thêm cái 4 vào nữa là vị nhóm giao hoán. Thứ ba là chúng ta phải viết phép nhân phân phối đối với phép cộng. Mình cứ thuộc tính chất mình viết vào là xong. Đấy. Thế có phải là rất dễ không? Nó chỉ viết là ngoài tay. Như vậy từ 1 2 3 suy ra z sao z cộng nhân là một vành giao hoán có đơn vị bằng 1. Và như vậy bài toán được giải quyết xong. Cái này hoàn toàn tương tự đối với trường hợp là tập hợp các số hữu tỉ, tập hợp các số ngu thực và tập hợp các số phức, tức là 4 5 câu còn lại tương tự. Cái đấy các bạn tự xem. Bây giờ là cái câu tiếp theo. Cái này cũng nằm ở trong chương trình lý thuyết thôi. Trong chương trình bài lý thuyết thôi. Không biết là thầy Sứ có chữa không, nhưng mà thầy cứ chữa lại bởi vì nó đây là bài mẫu. Nó là bài mẫu này. Nó bài mẫu thì phải hiểu là như thế nào? Chứng minh rằng tập hợp R bình phương bằng, đây chính là cái tập hợp tích đề các mà R bình mà chúng ta đã học, mà chúng ta đã gặp từ cả chương trình lớp 9, lớp 10, 11, 12. Nó bắt đầu vẽ đồ thị là chúng ta sử dụng R bình đấy, nhưng lúc đấy nó chưa gọi là cái tên gọi như này, hiểu chưa? Nó chỉ biết là các tọa độ đấy. Với phép toán sau là một vành giao hoán có đơn vị, chúng ta thấy phép toán thứ nhất là phép toán cộng theo tọa độ theo thành phần rất là dễ. Thế còn cái phép toán thứ hai thì nó nhân với nhau, thì đây từ bé giờ mình nhìn thấy lần đầu đúng không? Trước là mình chỉ thấy hai thằng này nhân với nhau thì là a cộng với c, a nhân c cộng b nhân d, tức là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung, đó là tích vô hướng. Chứ còn đây là lần đầu tiên chúng ta thấy nó nhân theo thành phần, nhân theo thành phần đấy. Thì chúng ta chứng minh rằng cái này là một vành giao hoán có đơn vị. Đây là bài, thực ra nó vẫn là cái dạng bài xác định là vành, nhưng mà vì cái phép toán của nó lắt léo, nó không tương tự như nhau, cho nên thầy trích ra thiên thành một cái phần khác. Thế thì quy trình làm cũng giống hoàn toàn tương tự như trên. Là bước thứ nhất chúng ta cũng đi chứng minh nó với phép cộng là một nhóm giao hoán. Thế thì cái phần tử 0,0 thuộc R bình phương là hiển nhiên. Số 0 là số thực, số 0 nữa cũng là số thực, như vậy là 0,0 đóng vào ngoặc thì nó thuộc R bình, cho nên nó là khác rỗng. Cái này nó hiển nhiên, nhưng mà chứng minh mà không nêu là nó trừ đi rất nặng. Bởi vì sao? Bởi vì nhỡ nó bằng rỗng thì lấy đâu ra mà phần tử mà làm. Em hiểu ý không? Nhưng làm gì nó có phần tử mà làm ở xuống dưới được. Ví dụ như chẳng may rằng người ta ra để sơ ý, người ta đánh máy nhầm nhá, tập đấy là tập rỗng, lấy đâu ra phần tử mà làm ở phía dưới được đấy. Cho nên là cái thao tác này nhỏ nhưng mà lại là lớn, nó có thể trừ đi một lửa ra điểm, thậm chí người ta có thể cho không điểm luôn, có thể cho không điểm luôn. Phép cộng trên này là bình có tính chất kết hợp, cái này thì cứ viết mỏi tay, viết thôi, viết thôi. Đây là lấy anh một cộng anh hai trước, sau đó cộng với ba thì nó bằng như thế này, nhưng mà anh hai anh nhất cộng với tổng của hai và ba thì nó ra thế này. Viết đúng như thế. Đây là chúng ta sẽ cộng a với c trước, cộng b với d, sau đó rồi mới anh vào đây, thì như vậy theo này nó sẽ bằng a cộng c đóng vào ngoặc cộng e, cái thành phần thứ hai là b cộng d đóng vào ngoặc cộng f. Thế còn cái thằng ở dưới thì nó lại ngược lại, nó lại bằng thế này. Nhưng vì trong R có tính chất kết hợp cho nên là a cộng với c sau đó cộng với e thì bằng a cộng với tổng của c của e và e. Tương tự như vậy ở dưới. Thế thì như vậy là khi mà các thành phần tương ứng, nó hiểu nôm na chính là tọa độ ấy. Thứ nhất của cái anh trên bằng cái thứ nhất của anh dưới,
cái thứ hai của anh trên bằng cái thứ hai của anh dưới, như vậy là hai thằng này bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau thì là suy ra cái tính chất cuối cùng dưới cái dòng cuối này, như vậy là có tính chất kết hợp. Đấy. Nó viết, nói chung là viết mỏi tay, viết mỏi tay đúng luôn. Thế phần tử trung lập đối với phép cộng này nó chính là phần tử không phải là không nữa, mà bây giờ là không 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 không, chúng ta thay vào. Ở đây thì đúng ra là còn phải thêm một dòng nữa là viết là AB cộng 00 bằng 00 cộng AB cộng với, bằng AB. Đây theo đánh máy thiếu, chốc theo sẽ bổ sung thêm. Đấy, nó phải viết thêm cái dòng dưới đây đây, máy thiếu. Đánh máy vào cho nó đủ, mà thiếu đấy là không chuẩn. Đây là dạng số 2. Đánh máy thiếu một chi tiết, viết rõ vào. Đâu rồi? Đây, chỗ này là phải suy ra. Xem nó kín màn hình nhé, chưa kín màn hình thì viết trên dòng. Đâu được, xuống dòng được. Chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ viết nó thành tờ nhỉ. Tính chất thứ hai đây, xuống dòng cho nó chắc ăn. Suy ra là A cộng 0 0 cộng A bằng AB. Đấy, phải thêm cái dòng đấy vào để cho nó chuẩn. Cái nào cần bổ sung phải bổ sung cho nó đầy đủ. Học cái môn này nó phải như thế, và tất nhiên dạy môn này nó cũng phải như thế. Để nó phải nêu lại cơ sở lý thuyết, sau đó làm bài tập thì các em sẽ hiểu hết. Và các em sau này học các môn khác cũng tương tự như thầy giáo dạy. Ở đây, thì tại sao thầy giáo dạy phương pháp của thầy thì nó khác với nhiều người, và một là thầy thứ nhất là xuất xứ của thầy là đào tạo bài bản ở bên Đại học Sư phạm Hà Nội. Thứ hai là ngay từ thời sinh viên thầy đã cao thủ về dạy, kể cả sinh viên học học yếu trung bình là cân hết, tức là dạy từ những người giỏi đến cho đến người dốt, dạy được hết. Thứ ba là thầy còn tiếp thu không chỉ ở Đại học Sư phạm Hà Nội mà còn tiếp thu của nhiều trường khác nhau, nhiều trường phái khác nhau, của cả trường phái của Nga nữa. Thầy đã đi từng dạy sinh viên nước ngoài bằng tiếng Nga, cho nên là thầy hiểu được ngôn ngữ bất đồng các thứ, rồi cuối cùng người ta vẫn hiểu được. Thế phải diễn đạt thế nào? Nhưng khi đã nghe thầy giáo giảng là phải thực hành theo, chứ còn nếu như mà nghe thầy gật gù hiểu quá sướng quá rồi về để đấy thì nó phản tác dụng, chả tác dụng gì. Đấy, thầy bổ sung thêm cái dòng này. Đấy, như vậy là nó giống như kiểu là A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng 0 đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng A. Đấy, ví dụ cái cả một cái cụm này đóng vai trò là A, chứ chúng ta đừng có hình dung trong máy móc, hình dung là nó viết là trong cái định nghĩa nó là A thì bây giờ mình cũng có viết là A, không phải. Cái kiểu đấy là chết rồi, nó chỉ là cái hiệu tượng trưng. Cái này đóng vai trò là cả cái phần tử thầy giáo đang bôi màu vàng là A, còn cả cái phần tử đóng vai trò là B, A là không. Như vậy là A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng A, đúng chưa? Đấy, nó viết như thế nó mới hiểu được, nó viết tương minh nha. Cái kia thì nó ký hiệu một phần tử chung chung, còn đây là trong tích đề các R bình, thì cái một cái phần tử của trong R bình thì nó phải có cái dạng là một 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 cái bộ số, bộ gồm hai số AB viết này theo thứ tự. Rồi phần tử đối tương tự, đúng không? AB thì phần tử đối của nó là trừ A trừ B, cái này dễ thôi, đọc là hiểu ngay, nhưng tự viết chưa chắc đã viết được. Đấy. Tiếp tục nữa là tính chất giao hoán thì chúng ta viết nó ra, viết nó ra. Nhưng mà trong R thì nó có tính chất giao hoán, thì là A cộng với C bằng C cộng A, rồi B cộng D bằng D cộng B, cho nên chúng ta biết đổi vị trí đi. Đấy. Thế là từ đó chúng ta suy ra hai thằng bằng nhau, nó cũng có thể giải thích giống như tương tự ở trên rồi. Như vậy là cái R bình với phép toán phép cộng nó thỏa mãn 5 tính chất, 4 tính chất đầu thì suy ra nó là một nhóm, tên tính chất thứ năm nó là nhóm giao hoán, đúng chưa nào? Chuẩn chỉ thế thôi. Sau tiếp tục, bây giờ chúng ta chứng minh là vị nhóm thì R bình khác rỗng thì chúng ta chứng minh ở trên rồi. Phép nhân có tính chất kết hợp, cái này thì nhân mỏi tay, nhân mỏi tay giải thích ra. Trong R thì chúng ta biết rằng là A nhân với C sau đó nhân với E thì bằng A nhân với tích của CE,
Tương tự như vậy B nhân D đúng nha, cái này phải thêm một đoạn giải thích giống như bài ở trên đấy. Tức là trong E là phép nhân nó có tính chất kết hợp, tức là A nhân C sau đó nhân E thì bằng A nhân với E của và cái tiếp nữa, thì từ đó chúng ta sẽ suy ra kết luận nó dễ hiểu hơn. Tức là chỗ này bổ sung thêm một chi tiết, trên này bổ sung thêm một chi tiết cũng được, tức là thêm vào cho nó rõ hơn, thêm giống như bài vừa đấy đấy, lúc lúc phần phần ở trên đấy, thêm chi tiết vào đây. Đây, thêm vào chi tiết để giải thích cho nó rõ này. Vì sao này? Vì sao này? Mặt khác này. Trong R có đánh máy nó có tính chất giao hóa nên chúng ta sẽ có được là A cộng C bằng C cộng A đúng không? Tiếp tục B cộng D bằng D cộng B. Đấy, trong R nó có trong 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 cái R nó có tính chất này. Thế khi các thành phần này bằng nhau thì chúng ta mới suy ra được cái này, chúng ta suy ra được cái này. Nó là suy ra tiếp, suy ra tiếp được là cái cụm này nó mới bằng cụm này. Cụm này nó bằng cụm này và do đó chúng ta mới suy ra tiếp cái này bằng nhau đấy, thì nó phải như thế chuẩn chưa. Nhưng mà chỗ này chúng ta sẽ xóa cái này đi. Rồi ở dưới tương tự, trong nó in ra lại trong cái đẹp. Tương tự như là thế thì chúng ta cũng giải thích ở đây cho nó rõ tại sao lại như vậy. Mặt khác trong nghe là phép này, quên phép cộng có tính chất giao hóa. Vừa đây là phép cộng. Thế bây giờ là phép nhân có tính chất kết hợp. Tương tự. Copy paste để dán không, người ta đã sửa nhầm. Mặt khác trong nghe là phép nhân có tính chất kết hợp. Trình bày nó phải chuẩn chỉ, lúc sau này 10 năm sau xem lại vẫn nó vẫn hiểu tính chất kết hợp. Cho nên là chúng ta sẽ có là ở đây là A nhân C đúng không? A nhân C sau đó nhân với E thì bằng A nhân với CE. Đấy, rồi tiếp tục B nhân với D sau đó nhân với F thì nó bằng B nhân với D nhân F. Nó phải như thế rồi bắt đầu mới suy ra được các tương ứng khi bằng nhau, rồi bắt đầu mới lại suy ra được hai thằng này bằng nhau. Ngoài này thiếu dấu đóng rồi, đánh máy bây giờ nhìn ra suy ra hai thằng này bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau mới suy ra thằng kia. Chọn lại trừ từ xóa đi một cái cho nó chọn. Đấy, nó phải như thế. Xong là tiếp tục dưới cùng cho nó. Dưới cùng cũng suy như thế. À thôi, dưới cùng nó dễ. Dưới cùng thì nó dễ. Dễ cũng phải ghi. Dễ cũng phải ghi. Đây rồi. Cũng phải ghi cho nó đầy đủ. Mấy khi nhà có điều kiện. À, hai thằng này nhân lên thằng này. Nhà có điều kiện bằng này bằng CA phẩy DB đóng ngoặc. Mặt khác trong nhân
chất giáo hóa. Nên nên cái gì? A nhân với C bằng C nhân A, B nhân D bằng D. Ui chết rồi, đặt chế độ gọn thật, chết rồi. B nhân D bằng D nhân B. Bắt đầu mới suy ra. Suy ra cái hai cái này bằng nhau. Suy ra hai cái thằng này bằng nhau, tức là A nhân với C phẩy B nhân D bằng C nhân A phẩy D nhân B. Rồi bắt đầu mới suy ra hai thằng này bằng nhau. Đấy, hỏi thế. Xem là dưới cùng có cần phải sửa. Dưới cùng đúng ra vẫn phải sửa tiếp. Tiếp sửa luôn một thể. Ngại rồi, bắt đầu ngại rồi. Cái này còn cái này. Thôi, phải dưới cùng thôi, được. Đó, đại ý nó tương tự như thế. Tức là mình sử dụng cái tính chất trên R, trong mình áp dụng ở trong R mình, thì mình phải viết theo thành phần. Cái dạng bài đầu tiên hôm nay là chứng minh một cái tập hợp chứa trang bệnh hai phép toán, nó là nhóm, nó là vành. Đây là bài chứng minh dài nhất quả đất. Cái dạng bài này chứng minh dài nhất quả đất. Các em thấy nếu như bài này mà thi tự luận thì nó khổ như nào. Chứng minh ngồi viết nửa trang giấy chưa xong. Đang nói câu 5 đúng không? Đấy, đánh máy lại chỉnh nhé. Trong R phương triết kết hợp cho nên này. Rồi, suy ra hai thằng này bằng nhau này. Đấy. Thành phần tương ứng bằng nhau. Đây là vẫn viết thiếu một tí nhưng thôi rồi, tạm thời chấp nhận thế. Tiếp tục. Đấy. Trong R có tính chất giao hoán cho nên là A cộng C bằng C cộng A, B cộng D bằng D cộng B. Suy ra hai cái vế phải bằng nhau, hai vế phải nhau thì suy ra hai vế trái bằng nhau. Đấy. Tiếp tục tương tự như thế cho đến cuối cùng. Quên lại không xuống dòng. Đấy. Chúng ta sẽ suy ra kết quả tiếp sau. Đây là phải xuống dòng thì nó mới có là A nhân C bằng C nhân A, như vậy là chúng ta sẽ có tiếp B nhân D bằng D nhân B. Này xuống dòng nó mất mất. Mất khác trên dòng hóa đi. Đây này, quên nó xuống dòng này. Xuống dòng tiếp. Nhà có giấy có điều kiện được cái học bằng cái soạn máy tính, công nhận là tiết kiệm. Bây giờ ví dụ như ngày xưa các cụ mà viết sai là phát vứt hết tờ giấy đi viết lại từ đầu, thì bây giờ nó có máy tính rồi, sai thì sửa xóa xoẹt phát xong, chả tốn kém gì. Các cụ ngày xưa vất vả thật nhưng mà kỳ công. Chờ tí nữa cho nó dịch hết, cho nó trình bày nó chuẩn hơn tí, nhìn dễ nhìn đấy. Bài mẫu nó như thế, kinh điển. Thế sau khi R2 này thì R3 nó cũng hoàn toàn tương tự thôi. R3, R4, RN, bài này nó có bài tổng quát. Quy trình của nó hoàn toàn tương tự. Bài 4, bài 5. Đấy, nó tách sang hàng trang nhìn rõ hơn. Bên trái nhân bằng cái này, bên phải nhân bằng này. AC bằng CA, BD bằng DB. Ghi rõ như này, rất dễ hiểu. Thì như vậy là khi các thành phần bằng nhau thì hai vectơ nó bằng nhau. Vectơ bằng nhau thì nó tương ứng thì cái anh có quyền. Dán nhầm rồi. Hai vế trái bằng nhau. Vế trái bằng nhau thì lại viết cái kia. Rồi không sao, chỉnh sửa tí. Chốc nó dịch một thể. Nhầm cái dòng kết luận. Suy ra ở đây là thằng này nhân thằng này,
bảng giờ như thế này. Như vậy là nó có tính giao án nhau, vị nhóm giao án cộng với tính chất kết hợp kết hợp vẫn là phải diễn đạt nốt nhưng thôi là sao chi tiết đánh máy nó lại mất thời gian, cái ý chính lại sao là ý phụ cũng được. Như vậy là nó thỏa mãn ba điều kiện, suy ra nó là một vành giao án của đơn vị bằng 1 1, đơn vị của nó chính là 1 1. Một cái bài tiếp theo là chứng minh rằng M tập hợp M các ma trận thực vuông cấp 2 với phép cộng phép nhân ma trận là một vành đơn vị nhưng không giao án. Bây giờ làm ở trên ma trận. Ma trận thì cái bài 6 này nó có thể mở rộng trong cấp bất kỳ đều được hết. Tức là nó có rất nhiều nhưng không phải chỉ có một. Ở đây thứ nhất chúng ta phải chứng nó khác rộng, thì cái Y2 là cái ma trận đơn vị cấp 2 thì nó thuộc vào đây, hoặc là chúng lấy ma trận không cũng được, như vậy là nó khác rộng. Tính chất kết hợp cái này là có tính chất của ma trận rồi, đúng không? Rồi phần tử trung lập chính là ma trận vuông cấp 2, ma trận không, a cộng không bằng không cộng a bằng a, cái này cũng có sẵn rồi. Mọi ma trận, mọi phần tử a trong M thì đều có phần tử đối là trừ a, này cũng có từ trước rồi, chúng ta chỉ liệt kê ra cho đủ thôi. Phép cộng của tính chất giao hoán, đúng rồi, chứng tỏ là M đối với phép cộng là một nhóm giao hoán. Còn đây là vị nhóm thì thứ nhất là khác rỗng, thứ hai là phép nhân có tính chất kết hợp, đúng rồi, cái này mình có mình học rồi. Phần tử trung lập chính là Y2, tức là ma trận đơn vị cấp 2. À, trong phép nhân trong ấy, mà không có tính chất giao hoán, tức là A nhân B nó khác B như này, cho nên là nó chỉ là vị nhóm thôi chứ không phải là vị nhóm giao hoán. Tiếp tục phép nhân phân phối phép cộng, à, trong M chúng ta có tính chất là A nhân với tích tổng của B cộng với C thì bằng AB cộng AC. Như vậy là phép nhân đối phép cộng, là phân phối đối phép cộng. Như vậy suy ra là một vành không giao hoán có đơn vị bằng 1, bằng Y, tức là ma trận đơn vị cấp 2. Rất dễ dàng, thấy không? Thế thì thay cái điểm anh này thành R3, mà M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M10K thì đúng hết. Chứng minh hoàn toàn tương tự này, chả có cái gì cả. Nghĩa là ăn một mà ăn nhiều. Bài này nó tổng quát lên cấp N đều được hết nhé. Cũng tương tự như vậy bài trên này. R mũ N cũng được nhé. Đấy, nhớ đấy, như vậy là mở rộng cho một lớp bài toán. Tiếp tục, à, trong vành nó có tính chất là A nhân 0 0 nhân A vân vân. Sao cái chỗ này đánh máy thừa. C nhân B bằng A, chỗ này là dấu cộng, à, dấu trừ, dấu trừ. Đánh máy thì quá lại mất dấu trừ. Chúng ta nhìn bản gốc nó có dấu trừ đúng không? Thế mà in vào đây nó lại mất dấu trừ là do lỗi hai cái loại phông chữ khác nhau. Dấu trừ biến mất. Thế mình đều. Bây giờ nó sẽ hiện dấu trừ ra. Tức là cái tính chất giao hoán, cái chất phân phối nó không chỉ đúng với đối phép cộng mà nó đúng cả phép trừ. Tức là A trừ B nó được định nghĩa là tổng của A cộng với phần tử đối của phần tử B. Trong vành mọi phần tử đều có phần tử đối mà, cho nên nó được phép đưa cái con trừ vào đây. Chờ tí để cho nó thêm cái dấu trừ, hoặc là đánh máy không soát kỹ, soát rất kỹ nhưng mà nó lại không hiện ra ở cái trên đấy. Ở trên đấy nó vẫn nhìn thấy nhưng lúc in ra nó không thấy. Thế mới để chưa? Rồi, chưa? Lên chưa? Tới luôn, đẹp luôn. Mấy số điện dấu trừ này. A C trừ nhân với A trừ B bằng C A trừ C B. À, tương tự như vậy con này, ở bên trái ở bên phải. Rồi luật phân phối mở rộng. Các quy tắc về dấu thì chúng ta cũng tương tự như là đối với trên tập hợp các số nguyên. Quy tắc về bội tương tự. Bây giờ một cái dạng bài thứ hai của chúng ta đó chính là vành con, thì khác với cái dạng một dài dài, dài, dài lên thì kiểm tra trường sư phạm hay máu kiểm tra dài xem cái trí nhớ, thử trí nhớ của học sinh sinh viên. Các em cứ học cái sơ đồ cứ đủ cái tính chất là nó ra, còn lại là viết mỏi tay. Định nghĩa cho ấy là một vành một bộ phận tích ổn định đối với cộng một phép nhân trong ích, thì ta gọi A là một vành con nếu như A cùng với hai phép toán cảm sinh
trên A là một vạch. Nếu như A là vành con của x thì phần tử không của x cũng thuộc A và nó là phần tử không của vành A. Và tiêu chuẩn nhận biết đây chính là điều kiện cần và đủ để một tập hợp khác rộng, bộ phận khác rộng nó là một vành con, là nó phải thỏa mãn. Nói thực ra là một nhưng thực ra là hai ba điều kiện đấy nhỉ. Thứ nhất là phải khác rộng, thứ hai là nó đóng kín đối phép nhân, và thứ ba là nó đóng kín đối phép trừ, tức là tổng của A với lại phần tử đối của phần tử B thì nó phải thuộc. Rồi các ví dụ chứng minh rằng tập hợp các số nguyên là một vành con của các số hữu tỉ. Chúng ta phải chứng minh ba ý: một là phải khác rộng, hai là thứ nhất là nó phải khác rỗng này, đúng rồi, giỏi lắm. Thứ hai là nó phải làm sao, đóng kín đối phép hiệu, tức là A thuộc vào AB thuộc vào thì A trừ B phải thuộc. Thứ ba là cái gì, thứ ba là nhân nó phải thuộc. Đấy, mình làm đúng như thế là xong. Hiển nhiên Z là tập con khác rỗng, bởi vì Z nó chứa ít nhất là cái chúng ta nhìn thấy phần tử không. A, B thuộc Z thì hiệu của hai số nguyên là một số nguyên, nó chỉ viết đủ cho nó đủ thôi chứ còn chứng minh thì chẳng có gì cả. Với mọi A, B thuộc Z tích của hai số nguyên thì chả là số nguyên, vậy nó là một vành con của vành các số hữu tỉ. Quy trình hoàn toàn tương tự, quy lại là vành con của các tập hợp các số thực, vành các số thực, nhưng mà không chứng minh là là vành con của Z nhé. N không phải là một vành nhé. Z là con của Q, Q là con của R, R là con của C. Đấy, cái dãy như thế. Các bài tập chứng minh hoàn toàn tương tự như câu này. Câu này hay đấy, mình có thể bịa thêm một câu nữa. Bịa thêm một câu nữa vào đây, chứng minh là Q là tập con, là vành con của R, không là R là vành con của C. Thế là nó thành thêm được mấy câu nữa. Như vậy đấy là dạng dạng số 3. Q là con của R, R là con của dạng 4 đó. Thôi được rồi, cái đây mình sẽ vẽ thêm sau. Nếu mình học như thế thì mình suy luận thì nó sẽ được biết nhiều bài hơn em ạ. Ví dụ trong sách khoa rồi, nhưng nó có những bài nó có thể tương tự. Nên là Q là con của R, R là con của C, như vậy là thêm hai bài khác hoàn toàn tương tự. Tiếp tục chứng minh rằng tập hợp MZ bằng dạng viết dạng là MK, ở đó K thuộc Z thì là một vành con của vành các số nguyên. Cái này trong giờ lý thuyết chắc cũng đã làm rồi. Bây giờ chúng ta bắt chiếc như ở trên này, chúng ta chứng minh cho thầy giáo MK là các vành con. Xin mời trong thời gian nó theo xoay điểm danh. Các bạn lưu ý là học vào giờ, học vào đúng giờ, và học các môn khác thì không biết, nhưng riêng môn của thầy môn ngoại ngữ nhé, bắt đầu vào đầu giờ giáo viên điểm danh luôn. Ai muộn ai cứ qua một cái là mất luật mất lượt. Thầy thì chưa đến mức độ thế, nhưng mà vì các em thầy rất thông cảm với em, nhưng mà cái sự này nó diễn ra diễn đi diễn lại nhiều lần cho nên là phải làm khác đi, gọi các cụ gọi là chiều quá sinh hư nhé. 28497 có Nguyễn Minh Chí và 33134 33134 Nguyễn Tùng Dương vắng. 33941. Dạ. Cái gì cơ? À rồi tốt quá. 33941 và có 33941 Trương Công Quận có và 34147.
Có, Nguyễn Nguyễn Văn Văn Hiệp. Hiệp. Và 35078. Có, Có, Phùng Phùng Đại Đại Dương Dương ạ. ạ. Và 36068. 36068. Có, Nguyễn Minh Hiếu ạ. Và 37029. Ôi bạn này bạn nghĩ từ đầu. 37315. 37315. Lê Thị Bích vắng, đừng bảo Hồng Bích nhá, không chấp nhận nữa đâu. Suốt ngày Hồng Bích. 37353. Có, Đào Thị Liên. 37736. Có, Và Nguyễn Như Hành. 37781. Có, Nguyễn Đại Hải. Và 37859. Có, Mạnh Hưởng. Và 37873. Có, Nguyễn Lê Mạnh ạ. Và 38355. Có, Vũ Vũ Nhật Nhật Minh Minh. ạ. Và 38388. Có Tân Anh không? 38573. Có Nguyễn Nguyễn Đức Đức Toàn Toàn. ạ. 38582. Dương Tiến Hành buổi cuối nghỉ liên tục nghỉ hẳn rồi. 38947. Có Nguyễn Văn Tới. Ôi rồi tới nhiều nhóm. 39030. Có Nguyễn Đức Toàn ạ. Và 39310. 39310. Vắng. 39427. Có Và 39697 thì từ đầu 3 à 40091 Hoàng Tử Thế Hiển ạ. và 40166 Có Lâm Khả Hiền. 40278 Dạ có em ở Hoàng Anh Minh ạ. và 40381 40381 Có Tân Bình Phương. và 40800. Phương Trinh nói này. Có 40807. Đoàn Tuấn Khang. Và 40851. Có muốn nước. Và 41017. Bạn này nghỉ từ đâu? Đăng ký thôi, đăng ký là phải học cho nó tử tế, ít nhất không tôn trọng mình thì cũng phải tôn trọng bố mẹ. 41044 Có Tạ Quang và 41090. có Điện Biên Phủ. Rồi xong, cảm ơn. Bây giờ chúng ta cần phải chứng minh cái tập hợp MZ là những cái tập hợp mà nó có tên tuổi, là chúng ta phải ghi lại để sau này người ta viết. Bây giờ nhá, bài này thì người ta còn viết ra, nhưng bài lúc đề thi người ta có thể xóa hết các đoạn đằng sau này đi. Người ta chỉ bảo là chứng minh rằng tập MZ với M là một cái số nguyên cho trước rồi là một vành cong. Thế thì mình không nhớ được định nghĩa thì làm sao mình giải được bài, đúng không? Rồi chứng minh vành cong thì chúng ta chứng minh là nó phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất là phải khác rỗng, thứ hai là phải đóng kín đối với hiệu, và thứ ba là đóng kín đối với phép nhân. Mình nhớ đóng kín phép cộng à, phép hiệu cho nó dễ nhớ. Đấy, như vậy là đủ ba cái đấy ra là xong. Chứng minh như sau. Cái này là rất là dễ vì nó ngắn, nó rất là ngắn. Còn cái vừa nãy nó dài khủng khiếp luôn. Hồi xưa các thầy đi thi mà hỏi vào câu đấy thì nhiều người không làm được, nó dài quá. Thế nhưng mà sau khi chúng ta học cái sơ đồ đấy thì kể cả dài thế dài nữa đã cân được. Hồi thầy học môn giải tích mà chứng minh một cái định lý nó dài khoảng 200, mình chủ quan mình học không kỹ, đi thi đúng cái định lý dài nhất có 50 định lý thì học hết 49, học hết cả 50 luôn, riêng cái định lý cuối cùng dài nhất nghĩ là không ra nhưng mà vẫn học, cuối cùng thi đúng cái định lý dài khủng khiếp. Tất nhiên làm thì nó không chuẩn, tại vì mình học nó chưa chuẩn xác, tức là không được điểm tối đa. Đấy, nó khủng khiếp lắm. Trường sư phạm ra khủng khiếp. Cứ nghĩ là định lý dài như thế thì thầy nó không ra. Nhưng mà vẫn có cái tâm lý phòng trừ là vẫn học. Nhưng học không kỹ bằng các định lý khác. Thế. Bảo ui cái này dài đâu, không ra đâu, không ra đâu là chết.
Được chưa? Đấy, có rõ gì không hiểu hỏi luôn nhé. Thứ nhất là phải chứng minh khá rỗng này. Đấy, thứ hai là phải chứng minh nó đóng kín đối với phép hiệu này. Chúng ta nói thế cho nó dễ nhớ. Tức là AB thuộc vào MZ, AB thuộc vào MZ thì phải tồn tại K và L sao cho AB bằng MK và B bằng ML. Khi đó thì A trừ B sẽ bằng M đặt ra ngoài. Nó là tích của một số nguyên M với lại một hiệu của hai số nguyên thì đương nhiên nó vẫn đã thuộc vào MZ. Điều kiện thứ hai thỏa mãn. Điều kiện thứ ba thì hiển nhiên A bằng MK, B bằng ML thì A nhân B sẽ bằng M đặt ra. Ai cũng biết là M nhân M bằng M bình, nhưng không biết thế, đặt con M ra ngoài. Ở đằng sau là tích của M nhân K nhân L. M nhân K nhân L là một số nguyên, tích của ba số nguyên là một số nguyên. Như vậy con này nó thuộc vào MZ. Ba điều kiện trên suy ra nó là vành con của vành số nguyên, các số nguyên. Và như vậy là xong, chứng minh chỉ khoảng 4 5 dòng là xong. Bài ngắn như này mà làm mà sau này mà nếu mà thi tự luận là chúng ta phải trình bày cái kiểu câu này chứng minh là vành con. Thế sau đó ví dụ cho con M này bằng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì QKS thế là được vô số bài đúng không? Đấy, cái câu 8 này là câu tổng quát mà. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thoải mái lấy bao nhiêu được. Nếu lấy M bằng 1 thì nó là bằng trùng luôn Z. Nếu lấy M bằng 1 thì nó trùng luôn Z. Còn nếu lấy M bằng 0 thì nó là tập hợp gồm một phần tử không. Tiếp tục. Hai cái bài trên thì nó đơn giản. Tức là bài 7 và bài 8 đơn giản. Nhưng bài 7 bài 7 đơn giản nhưng bài 8 thì nó nâng lên một chút, tức là phải sử dụng cái kỹ thuật phân tích theo định nghĩa của nó. Bây giờ bài 9. Cứ đủ ba ý, thứ nhất là khá rộng, không chứng minh ở đây là không được, không chứng minh ở đấy, thậm chí ở bên toán nhất là học bên toán không chứng minh cái đầu tiên cho không điểm luôn, nhỡ tập đấy nó bằng tập rỗng thì làm sao mà có phần tử nào mà làm tiếp. Được chưa? Nào bắt đầu. Thứ nhất là chúng ta phải chứng minh khá rỗng là lấy cái ma trận mà toàn cái số 0 thì nó là số 0 nhỉ, số chẵn. Ma trận 0 bao giờ cũng phải báo cái ma trận 0 nó có thuộc hay không. Đấy, ma trận 0 thì chẳng thuộc cái gì nữa, đúng không? Rồi. Thì trong cái ở trên nó lưu ý trên thì nó có một cái chi tiết rồi. Nếu mà là vành con thì phần tử 0 thuộc cái này, nhìn này. Nhìn đi chưa? Đây là chi tiết. Như vậy nếu phần tử 0 mà không thuộc thì chắc chắn nó không là vành con. Nhìn đi chứ, đây là mệnh đề thuận, thế là mệnh đề phản đảo là nếu như phần tử không mà không thuộc thì chắc chắn nó không là vành con. Nhìn đi chứ, quên mà không nói vừa nãy giờ lại nói lại, không tiện đến đâu thì nó nói lại. Nếu là một vành con thì phần tử không phải thuộc. Bây giờ như vậy, cái mệnh đề phản đảo của nó, phần tử không mà không thuộc thì còn lâu nữa mới là vành con. Như vậy nhớ nhé, để chốc có thể cho một câu phản ví dụ để chúng ta thấy. Đấy, như vậy cái anh này chúng ta lấy cái ma trận không. Nên là tất cả các phần tử đều là số 0 hết thì rõ ràng là nó thuộc vào U và như vậy là U khác rỗng. Đúng chưa nào? Rồi, U khác rỗng xong nhé. Điều kiện thứ hai là nó phải đóng kín đối với hiệu. Thì bây giờ lấy A và B là hai ma trận vuông cấp 2 với các phần tử là số nguyên chẵn thì hiệu của chúng A trừ B nó cũng là các ma trận mà cũng là ma trận mà ứng với các phần tử của nó đều là số nguyên chẵn. Bởi vì sao? Bởi vì là chẵn trừ chẵn nó vẫn là chẵn. Đúng chưa nào? Đấy, như vậy là đóng kín đôi phép hiệu thì đúng cái phong nhân này càng càng giỏi bởi vì tích các số chẵn nhân với nhau xong cộng lại nó vẫn là số chẵn, đúng chưa? Rồi như vậy là chúng ta xong. Đấy, đây là dạng bài dễ nhất quả đất, mà dạng này mà không hiểu nữa thì
Có lẽ là chúng ta đã đến lúc chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta phải học lại từ đầu. Cứ phải nói trắng phớ ra, không nói trắng phớ thì không hiểu, mà nói trắng phớ ra thì bảo là thầy phũ phàng. Nó gọi là cái gì? Nó gọi là không nói thì không biết, mà nói không nói thì giả vờ không biết. Được chưa? Và bài toán này có thể mở rộng với cấp bất kỳ, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, 7, 8, 9, 10 gì cái cả thoải mái. Tức là bài 9 này là một trường hợp đặc biệt thôi, nó có thể mở rộng ra nhiều cái khác. Và một số bạn thì bảo là số nguyên lẻ có được không? Câu trả lời số nguyên lẻ là không được. Lẻ là không được, đánh lừa. Thế là các thầy ở trong viết cái quyển sách này rất hay đánh lừa khi trắc nghiệm. Em nhớ nhé, chẵn thì được, nhưng lẻ không được nhé. Bởi vì sao? Bởi vì hai số lẻ trừ nhau nó ra số chẵn. Thế thì là không được đúng không? Chỉ là chẵn thì được, thì lẻ không được. Lúc nào người ta ra đề người ta bảo là trong này có bao nhiêu cái là vành con, là ứ ứ người ta không nhớ lời thầy Tần dạy. Thầy dạy số chẵn thì là tổng hiệu tích của chúng đều là số chẵn, nhưng mà có con số lẻ thì hiệu của hai số lẻ nó ra chẵn, hay là không ổn, là ngay cái điều kiện số 2 là vi phạm rồi nhé. Tức là cái bài 9 thì có một phản ví dụ là thay số chẵn bằng lẻ là không được đó. Được chưa? Đơn giản đúng không? Đấy, cái này thầy sẽ bổ sung thêm vào cái kho đề sau, chứng minh nó không là ma trận, à quên, chứng minh nó không là vành con, không là vành con, chỉ cần chứng minh là cái phần tử không nó không thuộc là được. Hoặc là cách thứ hai là bây giờ tổng của hai cái hai hiệu của hai cái lẻ nó ra thành chẵn, nó không thuộc rồi, rất dễ hiểu, đánh máy thừa mà dù thuộc. Dao của một họa khác rỗng bất kỳ các vành con là vành con, nhưng mà chúng ta nhớ đây chỉ là dao nhé, chứ đề bài không phát hiểu phát biểu là hợp đâu nhé. Lúc nào đề bài lại hỏi thay cái từ dao từ học một cái lại cứ ớ người ra. Tiếp theo, một dạng bài tiếp theo, dạng ba, đó chính miền nguyên. Miền nguyên học cái này rồi chốc là làm bài tập tương ứng ở trong sách giáo khoa là làm ngon lành. Miền nguyên thì trong cái miền nguyên này chúng ta có hai cái khái niệm chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là ước của đơn vị, ước của đơn vị. Thế trong sách giáo khoa có định nghĩa nó vừa cộp hơi ngắn lại thì phải tách ra thành ba ý. Thứ nhất là ước bên trái. Ước bên trái hiểu nôm na là ước bên trái thì nó phải nằm ở bên trái, cái phần tử này nó phải khác không nhé. Đáng nghĩa ghi nó rõ là phần tử a khác không thuộc vành x được gọi là ước trái nếu như như này. Nhưng nó lại đưa về đằng sau để nhấn mạnh, nhưng thực ra lại làm cho người ta hay quên nhiều hơn. Là ước của không thì nó phải là khác không đã, nó khác không đã, nó ước bên trái, gọi là ước bên trái, cho màu để cho nó máu, ước bên trái của không thứ nhất là phải khác không, và thứ hai là như này, ước bên phải cho màu để cho nó máu. Rồi, thế còn ước của không bình thường thì nó vừa là ước bên trái, nó vừa là ước của bên phải. Vừa chính là ba đó. Ước bên phải, vừa là ước của bên trái. Rồi, cho nó có màu, nó tô cho nó chuẩn. Ước bên trái, ước bên trái tức là cái con đấy nó phải nằm bên trái đấy. Thế như này mình không phân biệt được, đến lúc cứ gật 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 phải viết ra, phải rút ra đặc điểm nhận dạng con A này được gọi là ước bên trái của không, ước bên trái của không nếu như tồn tại một con B khác không, sao cho, nhớ là ước bên trái nhé, thì nó phải nằm bên trái, sao cho, à tức là A phải khác không, A khác không và tồn tại B khác không, sao cho,
là A nhân với B, con A phải nằm bên trái, con A phải khác không, và tồn tại con B thuộc vào cái miền người ta cho để A nhân B bằng không. Đấy. Thì nó phải như thế, đấy là bên trái, tức là A phải nằm bên trái. Thế còn bên phải thì tương tự, bên phải thì con A này phải nằm bên phải, được chưa? Không nhớ được cái chi tiết này đến lúc nó hỏi định nghĩa không trả lời được, chết giả. Bài ở trên là có hoàn toàn có thể trở thành, có thể chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm được. Chuyển thế nào là nghệ thuật của thầy, khóa sau thì sẽ tăng cường kiểm tra, khóa này không kịp, khóa này không kịp làm đề trắc nghiệm kiểu ấy, mới làm được một đề này. Nó nhiều quá, nhiều môn cần phải bổ sung quá. Làm đề trắc nghiệm đơn giản thôi, bám sát vào chương trình chả có gì khó cả, nhưng mà vấn đề là khi mà nắm vững được cái cơ bản đấy rồi thì bài khó mình vẫn làm ngon, anh kiến thức cơ bản đấy không nắm được không làm gì được đấy. Nhắc lại định nghĩa ở đây chúng ta lưu ý là cái nó là ước thì nó phải khác không đã, và thứ hai là nó phải tồn tại một phần tử b khác không tương ứng. Và a là ước bên trái thì a phải nằm bên trái, a là ước bên phải vậy thì phải bên nằm bên phải, như vậy chỉ cần thuộc một định nghĩa là thuộc hết tốt cái còn lại. Được chưa? Nhớ đặc điểm ước bên trái thì khi viết vào tích nó phải nằm ở bên trái, ước bên phải nó viết vào tích nó phải nằm bên phải. À, thế là xong, bắt đầu tìm các ước của không trong Z sau. Xin mời. Ước của không trong Z sau. Học thầy tần bao nhiêu môn mà vẫn không ảnh hưởng được cái kỹ năng học bài như thế nào? Đấy là phải viết lý thuyết trước rồi có đó áp dụng vào bài tập. Đấy. Ở đây là bạn bạn Trinh với bạn là gì? Bạn Trinh bạn Khang là học thầy nhiều câu nhiều bài. Nhiều môn đại số tuyến tính này. Xác suất tốc hiểu chưa? Ồ, còn môn gì nữa mà dạy vậy? Dạ chưa ạ. Nhưng mà hình như là tới thầy có dạy lắm, không nhớ lịch. Nhờ xác suất thống kê môn bên toán tin đang chuẩn bị cải biến để học và sử dụng trên phần mềm Python, cái phần này thầy chưa thạo lắm. Đối với thầy thực ra khi mà nó có một cái giáo trình cụ thể thì thầy đọc thầy tiếp thu nhanh cực kỳ luôn, tiếp thu nhanh. Thế còn tự tìm tòi không phải là thầy ấy, mà do thầy bận quá thầy không có điều kiện để đọc thôi, chỉ có một cái giáo trình nghiêm chỉnh thầy chỉ đọc trong một thời gian ngắn là thầy đọc tiếp thu hết, tức là khả năng tiếp thu của thầy nó rất là tốt. Nhưng Thầy mà có lấy giáo trình của nó hơi dài dòng một tí không? cũng được, nhưng mà Là vấn đề kiểu của Python mà, nhưng mà nó phải áp dụng vào xác suất thống kê cơ, thì chỉ cần có cái đấy à. một cái thầy đọc chỉ một thời gian ngắn là thầy có thể tiếp thu được hết. Như hồi xưa nhé, hồi xưa cái môn xác suất thống kê này là thầy với thầy Thắng dạy đầu tiên, xong thầy đi Nga về các thầy cô ở nhà bắt đầu mới viết sách lại về hỏi thần có dạy được không, bảo các thầy các cô cứ đùa mình là một trong những người chế là đầu tiên, mình với thầy Thắng dạy đầu tiên môn đấy trong nghệ là thế mà dám hỏi câu đấy. Ta về ta đọc trong một thời gian ngắn dạy còn hay hơn cả người viết sách. Đùa, chỉ một thời gian ngắn mà hoàn thành nhiệm vụ, tức là cái khả năng đồng Thầy thầy thời thầy có thôi. làm về xử lý dữ liệu này, thầy Ờ, toán mạnh. thầy thì thực ra là thầy không chuyên về cái đấy, thầy chuyên về phương pháp là chính, mới lại tại vì đấy thầy nó tham gia nhiều cái công tác em hiểu, tức là thầy dạy các em thầy cả
dạy kèm cả học sinh phổ thông nữa, cho nên là thầy không có nhiều thời gian đầu tư vào cái đấy. Tức là cái niềm đam mê và cái chuyên môn của mình là phục vụ cái đó, em hiểu ý không? Cho nên thầy không chuyên môn về cái kia, chứ nếu mà tập trung vào thì chắc nó cũng khác. Bây giờ quay trở lại bài này nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý theo hai cách khác nhau, chúng ta xem chúng ta sẽ lựa chọn được cái một cái cách là cái cách truyền thống nhưng mà nó hơi dài, và một cách là cách dùng tiểu xảo nhưng mà phải nhớ cái được cái mẹo thầy dạy thì làm nó chuẩn. Thứ nhất là cách truyền thống là như sau. Truyền thống ấy thì là lập cái bảng nhân rất là chuẩn, nhưng mỗi tội là gì, có biết mỗi tội là thế nào không ạ? Lập bảng nhân nhé, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hết 5 thôi. Cái cách này thì cực kỳ chuẩn, chuẩn nhất quả đất, không bao giờ sót. Nhưng mà đấy là với N nó nhỏ thôi, N nó lớn, vì trong bài trong sách giáo khoa có N 15 đúng không? Rồi lập xong chết, 15 nhân 15 là 225 mà, 225 phần tử, lập xong cái bảng này thì không có chết. Đấy, thế thì lúc đấy thì các em mà sử dụng tin học mà tốt ấy, tại vì nếu thi online mà sử dụng tin học mà tốt thì các em sẽ lập cái bảng nhân trên cái Z15 nhé. Em cho nó chạy từ đâu xong em lấy phần dư đi, em hiểu ý thế nào nó nhỉ? Tức là dùng hai cái vòng lặp for, hai cái vòng lặp for to do gì ấy, là chạy từ 0 đến 14. Ví dụ trong Z15 nhé, em chọn x chạy từ 0 đến 14 này, rồi y chạy từ 0 đến 14 này. Xong là lấy tích của x nhân y, xong là nói tóm lại là lấy phần dư. Lấy phần dư. Nếu mà nó không không lấy từ 0 mà lấy từ 1, xin lỗi. Lấy từ 1. Không cần lấy con 0 bởi vì con 0 ở đấy nên nó không là phải lỡ của 0 mà, đúng không nhỉ? Không không phải lỡ của 0 cho nên là bỏ đi, lấy từ 1 đến 14. Em chạy hai vòng for x chạy từ 1 đến 14, y chạy từ 1 đến 14. Sau đó lấy phần dư. Hàm phần dư chắc chắn là em học rồi. Phần dư, nếu phần dư mà bằng 0 thì là em in kết quả cho thật. Đấy, có hiểu ý nhỉ? Thì máy nó chạy nhưng mình không chạy đấy nhé. Đấy là nhiệm vụ cho các em, về các em tìm thử cái này là cho bao nhiêu cũng cần được hết. Cái này thì người, đối với người thì rất là dài, nhưng mà đối với máy nhớ nhé, hai vòng lặp nhé, x chạy từ 1 đến 14, đây là chúng ta Z15 mà. Z15 không cần chạy không, bởi vì không nó không phải là cái phần từ ước ước của không, 0 đến 14 này, y chạy từ 1 đến 14 này, thế là nó có 14 nhân 14 là 196 nhỉ. Thì em lấy x nhân y, lấy phần dư dư của x nhân y cho 15. Nếu như dư bằng 0 thì in luôn ra, in x và in y ra là xong. Thì em sẽ ra được toàn bộ đáp số. Nhớ, đấy bạn nào chuyên về làm về tin thì chạy thử một chương trình mà xem. Hôm nào thầy giáo cũng thử mày mò thử con này, có này hay phết. Mình nhớ cái hàm dư, cái này chạy trong Python được đấy. Đấy, bây giờ quay trở lại bài này. Vì thi online mà mình có thể chạy lập sẵn chương trình mà in phát ra hết mà bao nhiêu chạy hết. Đấy đấy là cái cách mà chuẩn chỉ. Đấy, bây giờ lập bảng nha, không không cần nhân nữa. Như vậy dòng này không cần, một này không cần, 1 nhân 1 1 2 3 4 5, chỗ này là 2 3 4 5, xong. Thế và 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 3 là 6, 6 là 0 rồi, một chú. Đấy, nhìn thấy chưa, hiểu ý nó cho nhá. 2 nhân 3 là 2 chú chứ không phải một đâu nhá. 2 nhân 3 rồi, 4 nhân với 2 là 8, 8 là bằng lớp 2 nhỉ, chia cho 6 à? Ừ, đúng rồi. À, 2 nhân 5 là 10, 2 nhân 5 là 10, 10 chia 4, tiếp tục 3 nhân 2 là 6, không, con này vừa nói rồi, 3 nhân 3 là 9, 9 mà chia cho 6 thì còn là 3, tiếp tục 3 nhân 4 12, 12, 2 là 12 chia cho 6 là 0, tiếp tục rồi đấy, 3, 4 này này, như vậy là 2, 3, 4 rồi nhé. Rồi 3 nhân 5, 3 nhân 5 15 chia cho 6 là bằng 3. Tương tự như vậy. 2 nhân 4 8 là 3. 2 nhân 3 nhân 4 12, 12 là 0. Rồi 4 nhân 4 16 chia cho 6 thì là 4. À, 4 nhân với 5 20 chia cho 3 chia cho 6 là 2 dư 2. Tương tự như vậy. 5 nhân 2 là 10, 10 chia 6 dư 4. 5 nhân 3 15 chia cho 6 dư 3. 5 4 20, 20 chia cho 6 là dư 2. 5 5 25 chia 6 dư 1. Như vậy chúng ta cứ khoanh những cái con không vào và đọc ra đáp số như thế. Ồ, 4 chỗ nhỉ. Đây này. Đấy, như vậy là 23 này, 32 này. 34 này. 43 này. Như vậy các
Ước của không ở đây là 2, 3, 4. Lúc đầu thầy sơ ý làm cái kiểu nhầm thiếu nghiệm ấy. Đùa đâu. Giải như thế này thì cực kỳ chuẩn. Mỗi tội là khi n nó nhỏ thì không có là gì, nhưng n lớn là viết là rất dễ bị nhầm. Thế thì chúng ta có phương tiện máy tính sử dụng phần mềm Python đây chạy này. Hôm nào thì nó xem lại cái này chắc ngắn thôi, vẽ dễ thôi. X chạy từ 1 đến 14, y chạy từ 1 đến 14. Lấy phần dư bằng 0 thì in x y ra. Còn khác không thì không in. À quên, ừ, đúng không? Bằng 0 thì mới in nhé. Khác không không in thì ra toàn bộ đáp số luôn. Mình có thể chạy thử cho n nó nhập vào bằng n nhập vào bằng 6 đi. Bằng 5 thì nó dễ. N là bằng 6 thì chúng ta phải nhập vào đây nó chạy là n là trừ 1. Như vậy ở đây là 2 3 4, được chưa nào? Đấy, đây là cách mà dễ hiểu nhất, mỗi tội hơi dài. Cách thứ hai. Cách thứ nhất xong rồi nhá. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng phương pháp phân tích để nhân tử. Cái con 6 ấy. Cái con 6 ấy. 6 phân tích thành nhân tử thì là bằng 2 nhân 3. À đúng rồi, ai chả biết được điều này. Cái cách thứ hai là tuyệt kỹ cung phu, nhưng mà phải nghe kỹ lời thầy dặn, không là thiếu. Cái này là tuyệt kỹ. Là 6 thì bằng 2 nhân 3 đúng không? Tức là đề bài bảo là trong Z6 mà. Thầy giáo hỏi trong Z6 thì mình phân tích là 6 bằng 2 nhân 3, suy ra là 6 ngang sẽ bằng 2 ngang nhân 3 ngang là bằng 0. Đúng chưa? Như vậy hai thằng này chắc chắn là ước của không rồi. Sau đó phải lấy bội của nó lên nữa. Có hiểu ý thì nói nhỉ? Nhưng mà phải dừng lại khi mà nó bắt đầu phải lấy nhỏ hơn bằng 6, à, lấy nhỏ hơn 6 chứ không được lấy hơn. Lấy bội của nó. Bội của nó là thế nào? 2 này nhân 2 vào nữa là mấy nào? 4 này nhân 2 vào nữa là mấy nào? 6 không được nhá, quá rồi nhá. Tiếp là quá rồi nhá. Rồi, con 2 xong, con 3 này. Bội của 3 là gì đây? 6, quá rồi, con này chính là không rồi, dừng lại. Như vậy là quét đầy đủ, không thiếu một phát nào. Đây là tuyệt kỹ, nhưng các bạn phải nhớ khi nó là một tuyệt chiêu ấy, thì anh phải rèn luyện kỹ càng, mà nếu không nó phản tác dụng, tức là sẽ bị phản đòn ngay. Gọi là tuyệt kỹ, tức là anh phải sử dụng đến mức độ lưu luyện. Xong rồi em đấy, nhưng mà trình bày vào bài thì thế nào ạ? Trình bày vào thế bài thế nào? À, có 2 ngang nhân 3 ngang bằng 4 ngang nhân 3 ngang cũng bằng 0 nốt. Sao 4 ngang nhân 3 ngang bằng 0? 4, 3, 12. Còn gì nữa không? Hết rồi. Tất cả cái này là bằng 0 trong trường hợp này. Mình khôn lắm, mình giải cái kiểu đấy đấy. Bởi vì 6 nó chỉ có phân tích như thế thôi. Thế còn bằng 1 nhân 6 thì không chấp. 1 nhân 6 thì lúc đấy là 6 ngang bằng 1 ngang nhân với 6 ngang. 6 ngang là 0 thì còn nói gì nữa. 6 ngang chính là 0 đúng chưa? Không tính. Đấy, sự phân tích thành nhân tử nó chỉ có thế thôi. Như vậy là xong. Tuyệt chiêu, tuyệt kỹ. Vấn đề các em áp dụng có được hay không mới là phụ thuộc các em. Bây giờ thầy cho thêm một vài cái tương tự nữa để chúng ta xử lý. Đấy, như vậy là chúng ta phải hiểu để dẫn được cái lời giải như thế này, đọc thế này ai chả hiểu, nhưng sẽ người có hiểu. Thì tại sao lại không thấy con khác? Con khác ở đây là tất cả những cái mẹo thầy đã giấu đi ở ngoài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tương tự trong Z8. Z8 là dễ không? Trong Z8 nha. Tự làm thế nào, sao để nó quét hết đâu, ai cũng làm hết, chỗ có thầy giáo hỏi mà trả lời không đúng thì nó cho vắng luôn. Z8 là vật dụng, là một là lập bảng, hai là làm cái tuyệt chiêu.
Từ nãy giờ trông cứ tưởng là chưa động gì bài nào trong sách, trong vở bài, trong quyển quyển tập bài tập, nhưng thực ra động vào rất nhiều dạng rồi. Chứng minh là vành con, chứng minh là vành này, rồi tìm phần tử không này, tức là ước không này, ba dạng bài. Sau đó là cứ những bài trong trong cái tập bài ấy tương tự là cứ thế mà bươn ra ghi chép cho cẩn thận vào, sau lấy tài liệu mà ôn tập là một, và thứ hai là khi thi qua môn này điểm cao đi gia sư mà kiếm tiền, ngồi ở nhà chơi game làm gì, đi kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. À, như vậy là rất đơn giản đúng không? Chúng ta phân tích ra chưa? Kết quả là thế nào? Kết quả là bạn Nguyễn Chí Minh rồi. À, những phần tử ước của không ở trong Z8 là phần tử nào? Em thưa thầy, thế là hai Đúng rồi. bốn đó, Còn nữa không? Còn bao nhiêu? sáu Còn nữa không? em tìm được như vậy ạ. Tìm thế là hết rồi em, 2 4 6 hết, nhưng làm nào em tìm ra thế? Thì em lập cái bảng đúng thầy, xong cái bảng đấy thầy không em tìm xong chép tám như thế nào Ủa, nếu ở mà đơn giản thì em lập là bảng như thế thì có nghĩa là em tìm được hết rồi em ạ. vâng. Nếu lập bảng sẽ tìm được hết, chỉ có cái cách mà thầy dạy kiệt tuyệt kỹ đấy là nó mới, nếu mà không áp dụng cẩn thận thì nó mới thiếu thôi, chứ còn lập bảng là hết, lập bảng là hết sạch xanh luôn đấy. 2 4 6 đúng rồi. Thế thì bây giờ chúng ta phân cái cách thứ hai ở trong bài này, thì tất nhiên thầy giáo nói lại là số 8 sẽ phân tích ra thành là nếu lập bảng thì còn nói chuyện gì, lập bảng thì chuẩn rồi, cách đấy là giải chuẩn chỉ rồi. Bây giờ con 8 ấy, phân tích ra thành là 2 mũ 3, tức là 2 nhân với 2 nhân với 2. Đấy, như vậy là 8 là 2 nhân với 4 sẽ bằng 0. Đúng chưa nào? Rồi, thế bây giờ bắt đầu mới lấy bội của từng cái một. 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 3 là 6. Đấy. Thì bây giờ 4 nhá, 4 nhân 1 là 4. 4 nhân 2 là 8, 8 nó về 0 mất rồi, cho nên thế là đã hết. Chuẩn chỉ luôn. Không sai một tí nào cả. Nhớ mẹo thầy dạy, nhưng mà thầy giáo nói rồi. Nhớ nhưng mà phải chuẩn, không là áp dụng nhầm và tại thầy Tần dạy sai chết rồi. Tức là khi mà cái con này là ấy mà bội của nó lên nó cũng như thế. Như vậy 2 nhân đôi lên thì 4, nhân 3 là 6, 2 4 6 hết. Lập bảng thế thôi. Rồi như vậy trong Z8 xong nhé. Thêm con nữa cho máu. Không phải trên này là viết chưa đủ đâu. Sửa lại ngay lời giải chết rồi. 2 4 6 nhé. 2, 4, 6. Đấy, tưởng sáng đánh máy rồi quên. Không lập bảng mà giải theo cách thứ hai rất dễ bị thiếu. Giải theo cách thứ hai phải áp dụng chuẩn. Chuẩn chỉ như lời thầy dặn. Không là sai bét nhà ngay. 2, 4 và 6 đó. 2, 4. Nhân với 6, 4, 6, 24 cũng bằng này. Như vậy là 2, 4, 6, 2, 4 và 6 chuẩn chỉ luôn đấy, không thiếu. Nhân bội lên nữa thì nó vượt ra ngoài rồi, 4 lần thì nó là 8 rồi. Đấy, thế xong rồi bắt đầu mới làm cái câu Z15. Z15 hay Z12 tương tự. À đúng rồi, trong sách giáo khoa có một câu là Z12.
12. Sửa lại tí không lại đánh mà nhầm, mặc dù thầy giảng cho các em là 246 nhưng mà trong này ghi là chỉ có 24 thôi. Các em lại chụp hình để các em bảo là thầy nó giải sai, không được. Thì trong quá trình đánh máy nó có thể chưa chuẩn, khi mà phân tích giải bài ra phải chữa đầy đủ và có đính chính. Sách giáo khoa của quốc gia còn có sai. Đây huống hồ là soạn nhanh để cho các em hiểu thì phải bắt đầu phải có đính chính. 246 là tìm đủ rồi, lập bảng này cực kỳ chuẩn luôn đấy. Và sau này mà các em sử dụng thành thạo lập trình, các em chạy trong một cái đoạn code nhập, nó chạy từ 1 cho đến n trừ 1, x chạy thế, y cũng chạy thế, cứ lấy cái phần dư bằng không để in ra là cũng quét đủ, chả có sai thế nào cả. Máy nó chạy mình phải chạy. Thế rồi anh con này phần tử không xong đến miền nguyên phần tử không rồi đánh máy bầu xuống đủ nhá. Z8 246 rồi. Bây giờ trong Z12, ôi chết, sợ Z15, trong này thì là Z12, đánh máy ở đây là Z15. À đúng không? Trong sách giáo khoa có bài là tìm các ước không của Z15. Đây là câu số bao nhiêu đấy? Z15. Z15 là bài này là bài số 190. Câu này chính là câu 190 ý ha. Z15. À, lập bảng đi. Thích thì lập bảng đi. 15 tức là 14 nhân 14 là bằng 196. Lập bảng vô tư, không có đánh gì. Chiến luôn. Thầy nói rồi cái cách một thì nó rất là hay, nhưng mà vấn đề là khi n nhỏ thôi, n lớn thì phải dùng phần mềm mới trợ giúp được. Cái này mà dùng Turbo Pascal C cộng cộng cũng chạy được. Cứ dùng hai cái lệnh for chạy được, một lệnh chạy từ 1 đến 14 tức là n trừ 1, chạy từ 1 đến n trừ 1. Cứ nhập nào vào nó in ra. Nếu như mà cái phần dư của x nhân với y cho 15 bằng 0 thì chúng ta in xy ra. Xy là y x luôn đấy, là cả hai luôn đấy. Thế còn nếu như mà nó khác không thì không in, cứ bằng không in thế thôi. Thế là kể cả sau này tác giả cứ cho nó mũ khủng bố thì vẫn cho số to đùng máy vẫn chạy ngon. Mình cứ nhập máy là bắt đầu in ra số từ đấy ta trả lời đấy. Phải dặn trước cái này các em phải về nên lập một cái đoạn đấy, biết đâu hôm nào thi online nó hỏi cái câu là tìm các ước của không trong bao nhiêu, lại bảo thầy Tần không nói trước cho số to thế em tìm đi bao giờ. Số to chạy máy chạy phần mềm dùng hai lệnh for nhé, hai cái lệnh vòng lặp chạy từ 1 cho đến n trừ 1. Nếu x nhân y mà đồng dư với không mốt n thì chúng ta in ra, tức là phần dư bằng 1 bằng không là in ra, còn nếu như không thôi. Như vậy trong Z15 thì chúng ta lại sử dụng hai cái cách, một cách là lập bảng, một cách là lập bảng thầy không khuyến khích các em trong bài này, mà cách thứ hai là chúng ta dùng cái tuyệt kỹ mà thầy giáo dạy. Tuyệt kỹ này các em phải học thuộc lòng, không là nó phản tác dụng. Chúng ta biết rằng là 15 thì bằng 3 nhân 5, đúng rồi. Như vậy là 3 ngang nhân với 5 ngang sẽ bằng 0. Bây giờ thầy giáo phân tích cho thêm một tí nhá. Rồi bây giờ chúng ta lấy bội của 3 này. Bội của 3 này. Tất nhiên là 3 ngang là nó rồi. 6 này, 1 lần 2 lần này, 3 lần là 9 này, 4 lần 12 này, 5 lần là 15 này, 15 là về 0 rồi nhá. Dừng lại. Tiếp tục, bội của 5 này là 5 ngang này, 52 là 10 này, 53 15 này. Hết. Bắt đầu bằng đến đây một cái là dừng lại. 54 20. Nó nhỏ hơn đồng bằng đến dừng lại, lớn hơn là không được, lớn hơn nó lại quay lại về cái khác, nó lại quay lại về đầu 20 thì nó lại quay về 5, hiểu chưa? Đấy, như vậy là liệt kê ra đấy 3 6 9 12 5 10 hết, cực chuẩn luôn. Cái là tuyệt kỹ cung phu hay quá, mình nghĩ ra chiêu hay quá, không
Thông tin bạn nào nghi ngờ thầy giáo hãy lập bảng ra, chúng ta sẽ thấy. Thậm chí dùng phần mềm để lập cả cái bảng ra cũng được, không vấn đề gì cả. Cứ lấy phần dư như thế. Cái này thậm chí làm trong Excel là làm được rồi. Là kẻ ra một cái nó chạy từ 1 đến 14, một cái chạy ở dọc, chạy từ 1 đến 14. Xong lấy phần dư được hết. Cái này chạy trong Excel được, huống hồ là chạy trong 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 nhưng mấy Excel thì phải làm thủ công hơn, là phải nhập chạy từ 1 đến n trừ 1. Bài toán được giải xong rồi đấy. 3 6 9 12 5 10. Thông tin bạn nào nghi ngờ xin mời lập bảng thử. Lập bảng cũng thế thôi. Đúng chưa? Như vậy là tuyệt kỹ công phu áp dụng ở đây. Nó đặc biệt phát huy tác dụng trong trường hợp N nó lên khá lớn. Còn N nhỏ thì không nói gì, N nhỏ lập bảng là chuẩn nhất. Như vậy là 3, 5, 6, 9, 10, 12. Câu này được giải quyết xong. Tiếp tục. Bây giờ sẽ là một cái dạng bài tiếp theo, đó là miền nguyên. Thì một vành giao hoán có đơn vị e khác không, không có của không được gọi là một miền nguyên. Như vậy người ta có thể hỏi là nêu định nghĩa miền nguyên. Rồi, định nghĩa chúng ta đã có được xong. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Bây giờ chúng ta chả làm gì cả. Dấu hiệu cho x là một vành giao hoán có đơn vị e khác không, x là một miền nguyên khi và chỉ khi trong x có luật giả nước phải phép nhân, tức là nếu a nhân b thì a nhân b bằng a nhân c thì b bằng c. Các ví dụ chứng minh vành số nguyên z là một miền nguyên. Chúng ta nhớ lại định nghĩa nha. Rồi. Vành giao hoán có đơn vị khác không, không có ước của không thì phải là một miền nguyên. Như vậy thứ nhất là mình phải chứng minh nó là vành giao hoán. Để bài mà cho vành rồi thì mình phải chứng minh nó giao hoán. Thứ hai là mình phải khẳng định được đơn vị của nó khác không. Thứ ba là mình phải nói rằng là nó không có ước của không. Tức là nếu như a nhân b bằng không thì phải suy ra a bằng không hoặc b bằng không. Biết như này, tức là như này. Quên không giải thích kỹ hơn. Ghi nhớ là gì đấy. Như vậy để chứng minh một vành là một miền nguyên thì ta phải chứng minh các ý sau đây. Chứng minh các điều kiện sau đây. Thứ nhất là nó phải là giao hoán, tức là gì, vành này phải giao hoán. Thế mà phép nhân, phép cộng lúc nào cũng chất giao hoán thôi, phải giao hoán đồng nghĩa với việc là phép nhân trên cái vành này phải có tính chất giao hoán. Cái chỗ này nhiều bạn làm mà hay thiếu. Phép cộng lúc nào có tính chất giao hoán đúng không? Phép nhân cơ. Theo định nghĩa nó vành phép cộng có tính chất giao hoán. Thế mình phải chứng minh phép nhân có tính chất giao hoán là một. Thứ hai là phải có đơn vị khác không? Vành có đơn vị khác không? Thứ hai và cái điều kiện thứ ba là phải không có ước của không. Tức là nếu a nhân với b bằng không thì chúng ta phải suy ra được là a bằng không hoặc b bằng không. Đấy, thì nó mới gọi là không có ước của không. Đấy, tức là tích của anh nhân a nhân b bằng không thì suy ra a bằng không hoặc b bằng không. Ta phải nhớ chi tiết như thế, ta làm bài ta mới
ngon lành được. Đấy, như vậy là ba cái nhá. Thứ nhất là phải vành giao án, thứ hai phải có đơn vị khác không, ba là không cứ của không, tức là nếu a nhân b bằng không thì a bằng không hoặc b bằng không. Rồi như vậy căn cứ vào cái trên thì chúng ta bắt đầu áp dụng vào làm bài này. Người ta yêu cầu chúng ta đi chứng minh cái con z, cái anh z là z này, là một miền nguyên. Như vậy là chúng ta phải nêu ra, thứ nhất là nó phải là một vành giao hoán có đơn vị khác không. Như vậy thế thì z đối với phép cộng và phép nhân thông thường thì ta đã chứng minh được là cái này là một vành giao hoán, đúng không? Chúng ta đã chứng minh cái này là một vành giao hoán rồi, và phép nhân nó có tính giao hoán không? Vành giao hoán có đơn vị bằng một, rõ ràng là khác phần tử không. À, như vậy là đáp án vành giao hoán là một, có đơn vị khác không là hai. Còn một điều kiện cuối cùng là không có ước của không, thì chúng ta phải kiểm tra nốt. Nếu A và B mà thuộc vào Z mà tích của A nhân B bằng 0, trên tập hợp có số nguyên thì nó tương tự như giải phương trình ấy. À, tương tự như giải phương trình x nhân y bằng 0 ấy, thì có phải là x bằng 0 hoặc y bằng 0, đúng không? Thì A bằng 0 hoặc B bằng 0. Cái này chứng tỏ cái gì ạ? Chứng tỏ rằng là trên Z này không có ước của 0. Ước của 0 thì con số nó phải khác 0 cơ, đúng không? Không có ước của 0. Mà như vậy là bài toán được giải quyết xong, ngon lành. Ba cái điều kiện thỏa mãn. Vậy thì nó là một miền nguyên. Đấy, Z là một miền nguyên. Bài toán được giải quyết xong, ngon lành phải. Ai có thắc mắc gì thì hỏi luôn nhé. Đúng chưa nào? Như vậy việc thuộc định nghĩa rất quan trọng. Định nghĩa. Anh không thuộc định nghĩa bài này anh không giải được. Để chứng minh nó là một vành giao hoán có được vành là một miền nguyên thì mình phải chứng minh, thứ nhất là nó vành giao hoán, nói nhanh thôi, cái này là vành giao hoán mình chứng minh rồi. Thứ hai là phải có đơn vị khác một khác không, và thứ ba là phải không có ước của không. Không có ước của không tức là tích bằng không thì phải suy ra một trong hai cái bằng không, một trong hai cái bằng không. Chứ nếu mà có một cái khác không, nếu cả hai khác không là không được. Đấy, cái này trên bên trên cái tập hợp các số nguyên thì hiển nhiên có. Thế số hữu tỉ cũng thế, tập hợp có số hữu tỉ cũng thế. A nhân b bằng không thì nhất quát là a bằng không hoặc b bằng không. Như vậy có thể thay cái vành z này thành bằng cái q, kết quả vẫn đúng, hoàn toàn tương tự. Đấy, như vậy là chúng ta phải biết được cái chi tiết đấy để sau đó chúng ta sẽ có bài tập tương tự. Rồi. Đấy. Cái luật là nước dùng cũng được nhưng mà cái này mình chứng minh trực tiếp dễ hiểu hơn. Đấy, chứng minh có ba dòng xong. Đơn giản. Có thể thay cái Z này bằng cái Q hay là R, quy trình làm hoàn toàn tương tự. Nhưng mà làm trên tập hợp các số nguyên thì chúng ta dễ hiểu hơn một chút, đúng không? Nói xong rồi, bài này xong. Còn lành. Mình tưởng khó lắm, quá đơn giản. Tương tự như vậy các em làm cho thầy trong trường hợp là tập hợp có suy tỉ và tập hợp có số thực nhé. Tương tự. Em tìm đi, em gỡ em mở giấy ra làm đi. Tập hợp có số thực và tập hợp các số hữu tỉ tương tự. Thầy tiện thầy bánh bánh luôn vào đây cho nó mau. 6. Sáu. Bổ sung một cái kho tàng bài tập tự luận nhiều, dần dần càng ngày nó càng nhiều. Hiện tại bây giờ mới được một bài hoàn toàn tương tự, như vậy ta sẽ tìm bài số 2. Con này ba bài nữa nhưng con này sẽ đánh bài số 4. Số 2 là tập hợp các số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ. Tỷ đây là quy z là quy
là một mảnh giao án của đơn vị, mặt khác với hai số hữu tỉ. AB khác không bất kỳ thì suy ra không có ước của không, đó là miền nguyên. Xong cái thứ hai, tiếp tục cái thứ ba là số thực. Và số thực cũng tương tự như thế, thế là được bài số 3, ở từ ở hướng tập hợp thành các số số thực. Thực ra thì số thực thì nó còn là trường cơ, là một bình nguyên, thậm chí tập hợp các số phức được là bằng giao án của đơn vị, mặt khác với hai số thực AB khác không bất kỳ. Rồi, thế là phịa thêm hai bài nữa, thế là thành 3, cộng một bài ở dưới này là 4. Ngon lành phở, có gì đâu. Đấy. Nếu mình học như thế, mình thậm chí mình còn biết được cả thầy giáo cái cách phong cách ra đề của thầy giáo. Sau này mình có thể đoán được những bài học kiểu đấy cực cực kỳ siêu luôn. Đấy. Kể cả học về bên tin thế, các em thấy giáo viên do một cái bài này mà em thấy có bài khác tương tự là em chế ra bài. Em chế ra bài là tuyệt vời rồi. Chế ra bài tương tự, mình chế được năng bài Q, Z, R, C đều được hết. Thế là thêm được mấy bài nữa, đúng không? Ba bài nữa. Cứ thế dần dần các khóa khác nhau sẽ lập đầy. À, bây giờ thì câu mức độ nó khó hơn một chút, tức là ZM. Điều kiện cần và đủ để ZM này là một miền nguyên gì? Đấy, nhanh không? Đã chế thành hai bài nữa. Cũng chế rồi, chưa sửa nốt. Bài số 15 là phải số thật chứ quên. Chưa sửa hết. Cuối thì sửa rồi, nhưng đời bài quên không sửa. Chả tí 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 tí. Đây là dạng số 5, dạng số 6, dạng số 6, dạng số 5. Số 5, không phải, dạng số 6. Dạng số 6 là bài số 3 đúng không? Bài số 3 bằng các số thực. Sửa không hết. Đấy, tí là tự dịch xong. Thấy hay không? Học hôm nay được vào. Hôm nay nó dễ hơn hôm trước vì nó ngắn, trừ mỗi cái dạng đầu tiên là dài. Bây giờ ta chứng minh là vành ZM là một số nguyên, với M là số nguyên lớn 1, là miền nguyên khi và chỉ khi nó là số nguyên tố. Ta sẽ chứng minh hai chiều. Chiều thứ nhất là nếu như mà nó là miền nguyên và giả thiết phản chứng P không là số nguyên tố, nó không là nguyên số nguyên tố thì nó sẽ có ước thực sự là khác không nhỏ hơn M, sao cho M bằng Q nhân R. Cái này là ngang. Khi đó lấy ngang hai vế thì không ngang sẽ bằng M ngang. M ngang nhầm M ngũ. Như vậy sẽ bằng P ngang, Q ngang nhân R ngang. Q và R đều lớn hơn không nhỏ hơn M, cho nên Q và R ngang là các ước của không, do đó nó không là miền nguyên trái giả thiết. Phương pháp này phương pháp chứng minh bạn chứng minh phản chứng. Như vậy là M bắt buộc phải là số nguyên tố. Thì ngược lại, nếu mà là số nguyên tố mà chúng ta có tích a nhân a ngang nhân b ngang bằng không thì suy ra là lớp a ngang a nhân b ngang bằng không. Như vậy a nhân với b bằng không ấy, ngang ấy, thì chứng tỏ rằng a nhân b phải chia cho m. Mặt khác, vì m là số nguyên tố cho nên từ cái điều kiện là m a b chia cho m thì phải dẫn tới là a phải chia hết cho m hoặc b phải chia cho m. Nhưng mà nếu a mà chia cho m có nghĩa là a ngang bằng không ngang mà b chia cho m thì là b ngang bằng không ngang. Như vậy là từ một cái tích bằng không dẫn tới được là cái thứ nhất bằng không hoặc cái thứ hai bằng không, vậy nó không có ước của không, do đó nó là một miền nguyên. Bài toán được giải quyết xong, quá dễ. Xong rồi đấy, cái chỗ này là m ngang nhé, chứ không phải là m mũ, đánh máy nhầm, m ngang chứ không phải m mũ. Bài 4 nhỉ, 4 ngang rồi, overline nhầm là hết đâu, chỗ nào nhầm này? Đây. Nhầm. Bài toán được giải xong. Ngon lành, hay quá. Bây giờ thầy giới thiệu toàn những tuyệt chiêu. Học mai chả hiểu gì cả. Bây giờ học thầy phát hiểu luôn.
trên mạng nó bảo là thầy không qua môn giải tích, học thầy phát ra qua luôn, không biết có qua luôn không thật. Ơi cái gì cơ, có hình như có thật, hình như có, để phải xem lại xem không biết có dạy không. À, có lẽ là hôm nay chúng ta dừng ở đây, hôm sau chúng ta sẽ đi thêm cái dạng về trường và vận dụng một số bài trong cái tài liệu. Nhưng về mặt cơ bản là hôm nay chúng ta đã đi được mấy dạng này. Đầu tiên là chứng minh là một vành này rất dài đúng không, thứ hai là bắt đầu vành con này. Thứ ba là phần tử không này, ước của phần tử không, gọi là ước của không này. Và dạng thứ tư là miền nguyên. Bốn cái dạng như thế thì những bài tập nào trong sách giáo khoa, trong cái tập tài liệu tương tự thì các em giải ra làm. Ví dụ như bài 197, 196, 197 ấy. 196, 197 là chúng ta phải giải ra tự làm. À 196 là bài chứng minh một vành. Thế còn bài 197 thì chúng ta cũng phải làm luyện tập trước để chuẩn bị cho bài ngày hôm sau. Sau là chúng ta có cái dạng bài này. Ta xem từ từ làm vành trước nhé. Vành thì là 196 này. 198 này. 199 này. Vành con là bài 200 này. Xong xong rồi làm đến bài 201, thế là gần hết rồi đấy. Đấy, thấy không? Hôm nay tuy tuy chúng ta chưa đụng vào bài nào trong tài liệu này nhưng mà các dạng bài thì đã đụng hết. Đụng hết rồi. Thế nào là vành con này, thế nào là một trường, thế nào là một vành, thế nào là vành con này. Ví dụ này. Rồi đi tìm phần tử không này. Đấy. Thế là chúng ta áp dụng vào cái bài trong tài liệu ngon lành đúng không? Rồi, các em thân mến, như vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai. Chào các em.